Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chị em thân mến, phúc âm hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì? Chúng ta lược lại phúc âm thì chúng ta có thể thấy một số sự kiện đã xảy ra. Trước hết là lời mời gọi của Chúa Giêsu kêu các môn đệ của Ngài đi nghỉ ngơi một chút. Kế đến là đám đông dân chúng đổ xô đến với Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy, để được người chữa bệnh. Và sau cùng, Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương trước sự mong đợi của dân chúng. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về cái hiện tượng này, xem cái hiện tượng này, cái sự kiện này muốn nói với chúng ta điều gì. Trước hết là Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng điều gì? Chúa Giêsu thật là một nhân vật nổi bật. Chúa Giêsu làm phép lạ, Ngài chữa lành nhiều bệnh tật của những người đến với Ngài. Ngài lắng nghe mọi người, Ngài không lên án, Ngài đi đến với những người nghèo khổ, những người nhỏ bé, và thậm chí ngay cả ngồi đồng bàn với những người bị cho là tội lỗi. Chúa đến, Chúa gặp, và Chúa thấy, và Chúa dạy dân chúng điều gì đây? Theo tinh thần của bài phúc âm hôm nay thì Chúa dạy phải động lòng thương, thương yêu nhau. Đây không phải là một thông điệp lý thuyết suông hay là một cái học thuyết về tri thức, nhưng là một giáo huấn thực hành. Giáo huấn này, lời nói của Chúa Giêsu này là những từ ngữ có thần khí và có sức sống. Giáo huấn này
Lời nói này là những từ ngữ ban sự sống, như Thánh Phêrô tuyên xưng: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu ban cho người nghe một cái sứ điệp, một điều răn trọng yếu trong cuộc sống của con người. Đó là lòng từ bi, lòng tốt và tình yêu đối với tha nhân. Ngài nhắn với các môn đệ của Ngài, Ngài dạy các môn đệ của Ngài: Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và đặc biệt là Chúa Giêsu không áp đặt gánh nặng. Ngài không đến để đè bẹp con người, đè bẹp người nghe. Ngài đến để giải phóng con người, để dạy cho con người biết con người là ai, con người có trách nhiệm và tự do, để con người phải biết thương yêu nhau. Ngày hôm nay chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi mang đến cho thế giới những cái lời nói của niềm hy vọng, của tình yêu, của sự dịu dàng. Chúng ta hãy chạnh lòng thương như Chúa Giêsu trước đám đông. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Thời của Chúa Giêsu đã thế, thời hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều con chiên, nhiều bầy chiên không người chăn dắt, thiếu người chăm sóc, thiếu người nhắc nhở. Nhắc nhở những con chiên nguội lạnh trễ nải, thiếu người dạy dỗ, dạy cho những con chiên biết đường ngay nẻo chính, điều thiện, điều ác, điều thật, điều giả. Những con chiên, những đoàn chiên như thế rất cần người chăn dắt. Cho nên Chúa động lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa động lòng thương thì phần chúng ta là những môn đệ của Chúa. Chúng ta noi gương Chúa, theo Chúa, chúng ta cũng phải có lòng thương, phải biết động lòng thương. Động lòng thương ở đây có nghĩa là dùng cặp mắt của tình yêu, của trái tim chạm đến người khác. Động tình thương ở đây cũng có nghĩa là mình đặt mình vào vị trí của người khác, vào chỗ đứng của người khác, để dành thời gian nghe, lắng nghe, hiểu người khác muốn cái gì và giúp đỡ người khác khi có thể được. Đó là cái điều mà Thánh Marco nghĩ tới khi ông thấy, khi ông viết Chúa Giêsu ra khỏi thuyền nhìn thấy đám đông thì Chúa chạnh lòng thương. Chúng ta hãy nhớ bài học này, chúng ta hãy cố gắng nhìn những người xung quanh chúng ta bằng cái sự quảng đại và thương cảm. Nếu cần thiết thì chúng ta cũng cầu xin Chúa thay đổi trái tim chúng ta, thay đổi cái nhìn của chúng ta, để chúng ta có cái quả tim mới, có cái trái tim mới, có nhiều lòng thương, có nhiều lòng nhân hậu hơn. Bởi vì trong cuộc sống đời thường, đôi khi
chúng ta không chú ý đến nỗi bất hạnh của những người bên cạnh. Trong những trường hợp như thế, chỉ cần một lời nói, một lời an ủi là có giá trị rất lớn. Nhưng chúng ta lại quên cái điều đó. Ước gì bí tích thánh thể này nhờ ơn Chúa giúp chúng ta chia sẻ nhiều hơn một chút những gì chúng ta đang có. Không chỉ là chia sẻ nguồn lực của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, mà đặc biệt là chia sẻ tình yêu, chia sẻ cái trái tim của chúng ta cho người khác.